Chương trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu, phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị, Đài Lý Tô Sài Gòn TV chúng tôi xin hân hạnh trở lại với chương trình Tử Vi và Số Mệnh hàng tuần ngày thứ Sáu từ 2:30 đến 3:30. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về nghề nghiệp của người qua lá số tử vi. Kính thưa quý vị, đời sống của chúng ta, vấn đề tiền bạc, vấn đề tài chánh là một vấn đề an ninh cho cái sự sống của chúng ta. Ai cũng ai, mọi người cũng đều còn có một cái vấn đề tài chánh vững chắc. Và tài chánh này chúng ta kiếm được là qua cái nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp mà được bẩm sinh ra trong đời của chúng ta đã nằm sẵn trong con người của chúng ta từ đó. Đến cái giai đoạn mà từ 15 tới 25 tuổi, đó là lúc chúng ta phải phát triển cái kinh nghiệm của cái bản thân lúc trẻ. Và sau đó chúng ta sẽ học và vào một cái nghề nghiệp để mà sống. Kính thưa quý vị, trong cái giai đoạn mà chọn cái nghề nghiệp của mình là một việc vô cùng quan trọng. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người sống gần tôi, chung quanh tôi, bà con họ hàng. Bản thân con người thì rất là giỏi, thế nhưng khi chọn nghề nghiệp thì lại chọn sai, là bởi vì khả năng của người đó không đi vào cái khuynh hướng đó. Nhưng vì cái đời sống, cái môi trường do mọi người nói, ví dụ như cách đây chừng 20-30 năm, chúng ta ở thành phố đất Mỹ nói chung và thành phố ở California nói riêng, thì ai ai cũng biết rằng là những cái ngành nó về như về health, về sức khỏe, như bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, vân vân. Trong những cái thập niên cách đây 20 năm thì đó là những cái ngành nghề mà các trẻ con, các cha mẹ khuynh hướng đều khuyên con mình vào cái ngành nghề đó. Tuy nhiên có một số người, bản chất của lá số tử vi không phải là thành tựu về vấn đề đi học hành sâu xa và ngành về sức khỏe, cho nên học đến gần cuối cùng rồi vẫn phải chuyển qua ngành khác, cho nên thất bại vấn đề yếu tố của thời gian. Rất nhiều người mong kiếm được nhiều tiền mà không nhìn thấy được cái khả năng của mình, không thấy được cái nghề nghiệp của bản năng của mình, cho nên cứ cố gắng học hỏi, cố gắng làm để tạo ra cái nghề, nhưng gần đi đến nghề rồi vẫn không học được và thất bại, hoặc là làm vào cái nghề được rồi cũng sẽ phải bị chán nản và không thành công. Nói chung, việc chọn lựa nghề là phải là cái bản năng, cái lá số của cái con người đó, trong cái lá số tử vi nó dẫn tới một cái tự nhiên mà mình phù hợp, mà mình thích để làm, thì đó chính là cái nghề trong đời của mình. Cho nên việc chọn lựa nghề nghiệp là một yếu tố vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta chọn sai, mất 10 tới 15 năm để học hành tạo thành một cái nghề đó, nhưng rồi cuối cùng không làm cái ngành nghề đó, là không còn đủ thời gian để học một cái nghề khác nữa, mà chúng ta phải làm những cái công việc có tính cách tạm bợ, có tính cách tạm thời để qua cái khó khăn của kinh tế, và nó sẽ kéo dài như thế cho đến cuối cuộc đời của mình. Nói chung, chọn lựa sai một cái nghề nghiệp mà học hỏi để thành tựu là hỏng luôn cả một cuộc đời. Đó là cái sự quan trọng trong chương trình Tử Vi và Số Mệnh ngày hôm nay, nhằm giúp khuyên năng và cố vấn và tham khảo ý kiến cùng quý vị, để quý vị nhìn nhận lại. Quan trọng nhất là thời đại hiện nay, các trẻ con có khuynh hướng đều có những cái chọn lựa nghề nghiệp riêng tư của cháu. Nhưng cha mẹ ở khoảng các con cháu từ 8-9 tuổi cho tới 14-15 tuổi là mình đã phải sửa soạn cho con mình nó có những cái học hành phù hợp với năng khiếu của cháu là như thế. Đến đây tôi xin phép vào phần giảng giải tử vi số mệnh. Alo, tôi nghe đây ạ. Dạ, ngày tháng năm sinh là ngày 6 tháng 11 năm 1978. Rồi, tôi xin lặp lại. Dạ, giờ sanh là từ tầm từ 10 giờ tới 10 giờ rưỡi sáng. Ngày 6 tháng 11 năm 1976. 78, sanh lúc mấy giờ? Dạ khoảng từ 10 giờ tới 10 rưỡi. 10 giờ tới 10 rưỡi sáng hay tối? Dạ sáng. 10 rồi, đây là nam hay nữ? Dạ nữ. Nữ,
năm nay là 39 tuổi ta nha. Dạ. Tôi xin lập lại cho chính xác, ngày 6 tháng 11 dương lịch năm 1978. Dạ lúc, đúng rồi. Sẽ lúc 10 giờ hơn sáng. Dạ đúng rồi. Số mệnh của người này như sau. Đây là một người nữ nha, một người nữ mà có mệnh không thân kiếp, là một người có cái chất liêm tướng ngồi được không, thái tuế quan phù. Đây là một cái người rất đặc biệt. Người nữ này là một người nữ nhưng cái tính tình, cái tâm tưởng là một người đàn ông. Làm việc gì cũng cứng rắn, làm việc gì cũng nghiêm chỉnh, rất khó tính với tất cả mọi người, nhất là sau này lập gia đình với chồng con, đâu đó phải rất là nghiêm chỉnh, kỷ cương, theo ý mình, có thể nói đi đến độc tài. Một đời bận rộn và cực khổ, làm rất nhiều, tham dự mọi sự khắp nơi, lúc nào cũng muốn có việc làm. Sinh lực số mệnh là như thế. Tôi bằng người khác. Giờ sanh ạ. Giờ sanh là 6 giờ 15 phút buổi sáng. 6 giờ 15 phút buổi sáng. Cảm ơn cô rất nhiều. Những người mà cho tôi cái giờ sanh và ngày sáng năm sanh rõ ràng như thế này thì số mệnh sẽ ra rất là rõ nhé. Tôi xin lặp lại. Ngày 26 tháng 9 năm 1971, nhằm ngày âm lịch là ngày 8 tháng 8 giờ Mão. Đây là người nữ, đầu tiên phải nói rằng đây là một người nữ đẹp, một người đàn bà đẹp, đào hoa, đào hoa giỏi, thông minh, rất nhiều người đàn ông thích mình, nhưng người này có cái tính đi vào đời sống của mình, tâm tốt lắm, lành lắm, rất dễ thương, ai thấy cũng thích hết đó, nhưng người này có tí xíu đáng lo là thỉnh thoảng hơi khó chịu, bất ngờ, và lập gia đình là sẽ một cái điều, làm một cái điều đầy rắc rối và nhức đầu, rất căng thẳng với chuyện vợ chồng lắm, không có hạnh phúc mà lại còn gây gỗ và đi đến cái sự khủng hoảng giữa tình vợ chồng nha. Người này tiền bạc thì đưa qua tay trái vào tay phải mất hết, không biết giữ tiền, xài tiền thì rất là dữ dằn nha. Rất là can đảm xài tiền. Nói chung đặt vấn đề về cuộc đời ra đi làm nha, cuộc đời đi làm thì làm cực nha, chỉ được cái đẹp tốt nha, tính tình hơi khó chịu và khó thành công về cái đường vợ chồng con cái, khó sanh ít nha. Sơ lược số mệnh là như thế. Tôi bằng người khác. Alo, tôi nghe đây ạ. Dạ, thưa thầy, cho cô coi cho phần con trai con sanh nhằm ngày 11 tây tháng 4 năm 1991. Không, tôi sanh chương trình tư vi và số mệnh. Xin lập lại lần nữa là không coi cho con trai, con gái, bạn trai, cháu, ngay cả chồng cũng không coi luôn. Chỉ coi cho chính bản thân mình, vì mình có đủ cái phước đức, đủ cái lộc để được nghe những cái lời của người thầy dặn dò của mình. Đó là cái công đức, cái phước của mình. Cái phước của mình không thể đem cho người khác được, vì xem số là phải tin vào, vì là những người đã tin vào số và hiểu cuộc đời này rồi, và thấm nhuần cuộc đời này rồi, do cái karma của mình và do cái kinh nghiệm của mình, cho nên gặp tôi ngày hôm nay để biết được số mệnh của mình là một điều vô cùng quý báu. Chứ coi cho dùng cho người khác, lý do là bởi vì coi cho người khác, người ta chắc gì đã tin vào số mệnh hay không, chắc gì người ta đã tin vào số mệnh đã đó. Người ta có khi mình nói ra số mệnh người ta còn cười cho nữa, cho nên không nên coi dùm cho ai cả. Còn nếu vấn đề coi cho con cháu đi học hành á, thì phải gặp riêng cho tôi. Vấn đề đó chúng ta có thời gian để chỉ dẫn. Cho nên việc xem số trên lá số tử vi, chương trình tử vi và số mệnh, chỉ xem cho những người có giờ sinh rõ ràng, và chính xem cho người đang gọi vào, thì đó là cái điều quý báu của chương trình tử vi và số mệnh. Xin quý vị thông cảm cho, để cho chương trình chúng ta có một cái hữu hiệu và giá trị, một cái chính xác trong chương trình tử vi và số mệnh. Xin quý vị thông cảm. Kính thưa quý vị, chúng ta đang vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin chào quý vị.